Tiếp theo, mình xin giới thiệu cái phụ kiện là Z Flash với việc bổ sung đèn flash xenon cho Z Fold. Chưa rõ là cái đời cũ sử dụng được không, nhưng mà đây thiết bị rất là hay. Thì theo Asus, Z Flash hỗ trợ đèn flash mạnh hơn gấp 400 lần so với đèn flash bình thường. Thiết bị này được gắn qua cổng micro USB của máy và sử dụng nguồn điện của máy để làm sáng đèn lên. Chúng ta có thể gắn vào cái nắp sau của máy như thế này, nó hít dính vào rất là hay. Thì sau khi hít dính vào, chúng ta sẽ kết nối nó với cái cổng micro USB của máy. Rất tiếc là hiện tại trong cái thiết bị ở đây thì chưa có sử dụng được, vì ứng dụng cần một cái máy cần phải có một cái ứng dụng để sử dụng với lại cái phụ kiện này. Mình sẽ trở lại với cái bài chi tiết hơn nếu mà được sở hữu này được trên tay thiết bị mình. Thiết bị này được bán với giá 239.000 Kim đô, tức khoảng 399.000 Việt Nam đồng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.